Mình đang ra vườn, trời rất đẹp nên mình chụp về đây nha. Cho mọi người xem vườn này cho cháu nè. Đây là phía đằng sau nhà của mình là rất là đẹp. Nên là mình mỗi khi mình đi ngủ dậy, ngủ dậy thì mình sẽ kiểu nhìn ra cửa sổ, mình sẽ cảm thấy được mood up rất là nhiều. Chia xa chắc là mình sẽ buồn lắm vì mình không được nhìn thấy cái khu vườn này nữa. But it's okay. Life. You have to get used to saying goodbye. Anyway, it's okay. Alo, 1234. Hello. Hai mọi người. Giang đây. Hoặc mọi người có thể gọi mình một Celine. Hello mọi người. Mình vừa đi ra ngoài đường và nhân tiện cũng là một ngày khá thảnh thơi trong tuần nên là mình cũng chụp trẻ một ít. Nhưng mà hôm nay bây giờ là trời đang mùa đông nhưng mà đặc biệt hôm nay là 20 độ nên là khá là ấm nên mình mặc cũng mỏng manh ra ngoài đường. Anyway, thì bởi vì đang có thời gian rảnh nên mình cũng và trong cái thời điểm mình sắp về Việt Nam nên là mình quay video này để nói về những bài học, những thứ mình đã chiêm nghiệm được trong quãng thời gian ở Úc và cũng là nhắn gửi bản thân và cũng là một cái video để mình nhớ về sau này nếu mà mình có quên thì mình xem lại, mình nhớ về những cảm xúc mình đã trải qua ở đây và mình biết trân trọng cuộc sống hơn. Ok, let's start. Thì chẳng biết nói gì, nói chung mình năm nay 25 tuổi và khi mình ở Việt Nam ấy thì mình có một cuộc sống khá là tốt đẹp, một công việc tốt với mức lương tốt, gia đình hạnh phúc, có một căn hộ riêng bố mẹ mua, nhưng mà cũng cảm ơn bố mẹ là nhờ vì nhờ bố mẹ mua nên mình cũng có căn hộ riêng để mình được mình mượn của bố mẹ thì sống khá là thoải mái. Nói chung mọi thứ khá là ok, bạn bè vui vẻ quan tâm và tình cảm với mình. Nhưng mà khi mà sang Úc sang rồi thì mọi thứ, nói chung là lý do mình sẽ sang Úc tại vì mình có muốn thời gian cho bản thân mình, bởi vì trước nay từ hồi bắt đầu lên đại học đến khi mà năm ngoái thì mình hầu hết là không có thời gian dành cho bản thân, cũng không có thời gian để chậm lại để suy nghĩ xem là bản thân đang ở đâu, cần gì, đang cảm thấy như thế nào, mà chỉ chăm chăm kiểu sự nghiệp, học hành. Học ở đại học thì mình cũng không quá chú trọng lắm, nhưng mà đi làm thì mình quá là tập trung vào đi làm. Nghĩa là mọi người hình dung là ví dụ những cái thành phố Đà Nẵng rồi Quy Nhơn rồi đi chơi Hội An này vừa Phú Quốc là những cái thứ rất là cơ bản, hầu hết ai cũng đi đúng không? Nhưng mà mình chưa đi, tất cả mọi người thành viên trong gia đình mình thì đều đi hết rồi, đều tham quan, nói chung đi rất nhiều lần rồi. Nhưng mà mình chưa ra đi tại vì mình luôn từ chối, bởi vì do học hoặc do mình quá bận rộn với công việc. Và nói chung mình cảm thấy mình không muốn hy sinh cái thời gian của mình để đi chơi, mà mình muốn ở nhà để mình đi học, đi làm, tích góp cho sau này. Thì bản chất là điều đấy cũng tốt tại vì nó giúp cho mình có một cái nền tảng phát triển xuyên suốt và chắc chắn sau này khi mà sau này mình đi làm. Nhưng mà cái điểm chưa ok của nó cho lắm đó là mình không có thời gian dành cho bản thân mình và mình bởi vì quá bận rộn nên mình đã lờ đi những vấn đề về mặt tinh thần của bản thân. Đó, thì khi mà mình nhận ra rồi thì và có cơ hội thì mình đã sang Úc. Và khi sang Úc thì mình nhận ra là hóa ra cuộc sống ở Việt Nam mình lại tốt đẹp đến như thế. Nghĩa là mình trước đấy mình cũng biết, nhưng mà khi sang đây thì mình mới nhận ra là ô,
ở Việt Nam mình đang sống quá sướng, quá hoàn hảo, mọi thứ quá tuyệt đẹp, không phải tuyệt đẹp, mọi thứ quá là đẹp, và mình giúp khi mình trân trọng cái cuộc sống của mình ở Việt Nam hơn. Khi ra Úc thì mình trân trọng cái công việc văn phòng của mình ở Việt Nam. Nhưng trước đây thì mình làm văn phòng thì mình cũng làm khá lâu rồi, từ hồi năm nhất đại học là mình đã bắt đầu đi làm ở văn phòng rồi, các công việc kiểu sales, rồi sau đấy là mình đi làm HR rất là nhiều năm. Thì khi ra Úc thì thời gian đầu tiên mình không có việc, nghĩa là mình cũng không có nhu cầu tìm việc, nhưng mà mình ở nhà mình không thích lắm, thế là mình cũng kiểu ok thì mình đi tìm việc. Thực ra mình không tìm việc, mình chỉ apply một phần thôi. Thì thời gian đầu chưa có việc, mình cũng thấy không có vấn đề gì, mình cũng đang dành thời gian để healing bản thân thôi mà. Thì ok, nhưng mà có một ngày tự dưng mình đang đi trên Flinders Street đi chơi với bạn, thì mình nhìn lên trên, mình thấy có những cái tòa nhà cao tầng, và đó là những cái văn phòng của các công ty về PwC, những công ty về, nói chung là F4 trên thế giới, rồi nói chung là những công ty rất là thân thuộc với mình trước nay. Mình mới nhận ra là ủa, hóa ra những cái người thành công trong cuộc sống, người ta đang làm việc cái giờ này và đang ở trên những cái tòa nhà như thế, còn mình thì ở đây còn mình thì đang ở đây ở phía dưới, nhìn lên trên và ước mơ là được có một công việc văn phòng như vậy. Rồi mình mới nhận ra là ô, hóa ra mình cũng đã từng là những người ở văn phòng ở trên cao và được mọi người, không phải hẳn là mọi người nhưng khá là nhiều người cũng mong muốn để có một công việc như thế. Thì mình thấy mình trân trọng hơn cái công việc của mình ở văn phòng ở Việt Nam, văn phòng ở Việt Nam, và mình nhận ra rằng cái điều mà mình không, nghĩa là cái điều mà mình không trân trọng cho lắm, và mình coi nó là dĩ nhiên. Thực ra là mình cũng không thể coi nó, nói chung mình nhận ra rằng là job văn phòng cũng là một cái job mà khiến mình nên cảm thấy tự hào, chứ không nên cảm thấy là nó là một cái công việc nhàm chán, và không nên nghĩ rằng đấy là một công việc kiểu 9 to 5, boring, không có quá nhiều thứ gì đột phá, thì mình không nên nghĩ như thế, và mình nên trân trọng cái điều đấy hơn. Bởi vì thực sự cũng không phải dễ dàng để mà có một cái công việc văn phòng ở bên Úc, phải nói thật là như thế. Nên mình mới nhận ra là ở Việt Nam thực ra là cũng sẽ có rất là nhiều người cũng cảm thấy như thế khi tìm được cho văn phòng Việt Nam. Và khi mà mình đứng ở một cái vị trí khác rồi, mình đứng ở cái view của cái người mà không có job văn phòng, thì mình mới nhận ra rằng những cái job của mình nó lại, mình nên trân trọng nó nhiều hơn. Rồi đấy là về công việc. Nhưng nói chung là sau đấy thì mọi thứ đã ổn hơn rất là nhiều, thì mình cũng khá là happy và cảm thấy rất là biết ơn vì những cái gì mình đang có bây giờ. Rồi thế sang đây thì nhận ra rằng là ai cũng có thể rời bỏ bạn trừ gia đình của bạn, ít nhất là đối với mình là như thế. Trước đây mình là một người luôn ưu tiên bạn bè, tại vì ở với bạn bè thì mình thấy vui, mình thấy được thấu hiểu, và mình thấy với bạn bè thì mình không có một trách nhiệm gì cả, mọi thứ rất là vô tư với nhau. Thế nhưng mà sang đây rồi thì cũng có nhiều thứ xảy ra, và cũng ở cái giai đoạn mà mình và bạn bè của mình ai cũng trong cái khoảng thời gian khủng hoảng tuổi 25, rất là nhiều người có những ngã rẽ khác nhau, và dần dần thì cuộc sống thay đổi khiến cho mình và các bạn của mình không còn liên lạc với nhau nhiều nữa, và bởi vì còn xa mặt nữa nên là lại cách lòng, và mình đã mất một mối quan hệ, một tình bạn khá là đáng giá với mình. Thực ra là mình cũng cố, khi mà mình sang đây mình nhận ra rằng là mình, bởi vì mình có nhiều thời gian hơn nên mình có quan tâm những cái người mà mình yêu thương nhiều hơn, mình cũng có hỏi thăm, mình cũng thăm hỏi, tại vì ở Việt Nam mình hầu hết là không bao giờ mình có thời gian để mà tụ tập hay là nhắn tin hỏi gì, nói chung là mình quá là bận rộn với công việc. Có những buổi sáng mình làm từ 5 giờ sáng sau đến tận 12 giờ đêm, 11 rưỡi đêm mới từ công ty về, nghĩa là rất là có những nhiều ngày như thế, mình hầu hết là ám ảnh công việc, và mỗi khi mình go out thì đều là go out với ứng viên của mình hết, nói chung là tất cả đều về công việc hết. Nên là sau đây mình có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến những người
thân của mình, những người mình yêu quý thì mình cũng có hỏi thăm. Nhưng mà cũng có một số quan hệ thì bây giờ mình đã lỡ mất rồi. Khi mình hỏi thăm người ta, khi mình quan tâm người ta thì người ta không cần mình nữa, người ta cũng khá lẹ lùng. Nhưng thôi thì mình cũng chấp nhận là điều đấy, tại vì nếu mà cái duyên còn thì mình bọn mình sẽ gặp lại nhau, còn nếu mà không còn duyên nữa thì thôi, mình cũng vui vẻ, hoan hỉ, chân thành mong bạn sẽ sống tốt. Thì đó là một cái điều mà mình đã mất và mình cảm thấy thực sự rất đau đớn. Hàng tháng qua, những người không biết thì người ta nhìn thấy mình rất là vui vẻ trên mạng xã hội, nhưng mà những cái người mà thực sự ở cùng mình, ở cạnh mình, những người mà lắng nghe mình ấy, thì họ biết rằng là mình đã rất đau khổ những ngày tháng qua. Gần như là mình trở thành bị kiểu ám ảnh về những cái mối quan hệ đã mất đấy. Và sáng sớm nào mình mở mắt ra, mình cũng nghĩ về cái mối quan hệ đấy và mình đã khóc rất là nhiều. Nghĩa là sáng nào cũng như thế. Mình nghĩ là thì lúc đấy mình cũng nhận ra rằng là ai cũng có thể rời bỏ bạn, trừ gia đình của bạn. Đó là một bài học mà mình bây giờ vẫn đang ở trong cái process để chữa lành. Thì cũng phải chia sẻ thật là như thế. Nên là gửi cho Giang, những năm sau nếu mà có xem lại thì mình mong là Giang của mấy năm sau đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn, đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn, đừng cũng đừng nghĩ rằng là bản thân mình kém hay là vấn đề đấy do bản thân mình. Bởi vì bản chất là hiện tại, ít nhất là đến bây giờ, đến năm 25 tuổi thì mình cũng đang sống rất thật với bản thân và rất thật với tình cảm của mình. Và mình không hề nghĩ xấu cho ai, mình cũng không hề chơi xấu ai cả. Mình luôn, điều đầu tiên khi mình đón nhận một vấn đề luôn luôn là suy nghĩ tích cực, và mình không hề thấy hối hận bởi vì cái cách sống của mình như thế. Mình không hề cảm thấy có vấn đề gì cả. Nên là nếu mà sau này nữa bạn có bị mất những mối quan hệ mà có thể bạn nghĩ rằng đấy là những cái mối quan hệ mà cả đời của bạn ấy, thì cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Tại vì mình biết rằng là bạn là một người tình cảm, và bạn là một người tử tế với mọi người đấy. Thì hãy cố gắng trân trọng và hãy cố gắng dành tình cảm cho những người mà bạn yêu quý. Thì đấy là lời nhắn nhủ nhỏ nhỏ thôi. Rồi, còn gì nữa mà mình nhận ra khi sang Úc không ta? Cũng rất là nhiều thứ về việc là tìm những người mà phù hợp với mình. Trước nay thì bao nhiêu năm nay, hơn 20 năm nay thì bạn thường ở Việt Nam thì bạn luôn là một trong những người có spotlight ở trong một group nào đấy, bởi vì tính cách của bạn khá là hòa đồng và bạn cũng hoạt ngôn. Nhưng mà khi sang một môi trường mới, có những người mà một môi trường hoàn toàn mới với bạn, có thể gọi bạn là một kiểu người ngoài cái môi trường đấy, người ngoài cái vòng tròn xã hội đấy, và bây giờ bạn muốn fit in, bạn muốn trở thành một trong những người trong group đó, thì bạn sẽ phải học rất nhiều, bạn sẽ thay đổi rất nhiều, và cái điều đấy không phải xảy ra một sớm một chiều. Nên là cũng đừng push bản thân mình quá nhanh để mình fit in bất kỳ một ai cả, bởi vì ngày qua ngày thì bạn cũng sẽ tiếp thu được những cái văn hóa và những cái sự khác biệt đấy của môi trường mới, và bạn sẽ dễ dàng có thể fit in thôi. Nên đừng có push bản thân mình quá, bởi vì mình biết rằng là trước đấy thì mình cũng, khi mình bắt đầu vào một môi trường mới, mình tất cả đều là những người mà hoàn toàn xa lạ so với những gì mình biết ở Việt Nam. Có những văn hóa mới, ngôn ngữ mới, và tất cả mọi thứ đều mới. Thì nên là mình cũng áp lực rất là nhiều, tại vì bản thân mình là một người hay tự đặt áp lực cho mình. Nên là mình trước nay ở Việt Nam mình quen được có spotlight rồi, nên là sang đây mình cũng như thế. Mình cũng luôn đặt kỳ vọng cho bản thân mình là ngay lập tức có thể fit in và trở thành spotlight trong cái nhóm mới đấy. Nhưng mà nó đâu có dễ dàng đâu. Và mình cũng khóc rất nhiều. Bây giờ thì mình cũng fit in rồi, và mình nhận ra rằng là thực ra thì mình cũng không cần phải vô việc gì phải như vậy cả. Tại vì dần dần thì mình cũng sẽ fit in mà thôi. Đừng có quá là hà khắc với bản thân mình. Và khi mà sang đây mình nhận ra rằng là không phải group nào mình cũng có thể chơi được. Cũng có những người hợp với mình, cũng có những
người cùng tư duy và với những người khác tư duy, nên là hãy cứ nhẹ nhàng go with the flow thôi. Đừng đặt cái kỳ vọng gì và cũng đừng áp được cái gì, thì mọi thứ sẽ rất là nhẹ nhàng với bạn và cuộc sống nó sẽ đưa bạn đến cái điểm mà bạn cần tới, vậy thôi, không phải lo gì đâu. Thì đã ta ra mình sang đây thì mình thấy là ngày xưa ở Việt Nam mình là một người đuổi theo tiền, chạy theo tiền, luôn ái mình về tiền, nhưng mà mọi thứ của mình đều xoay quanh tiền và mình quên mất tận hưởng những thứ bình dị của cuộc sống. Và trước nay thì mình, bởi vì mình chạy theo tiền nên là mình đi du lịch ấy, thì cũng toàn đi du lịch những chỗ sang chảnh, ăn uống cũng toàn ăn những chỗ sang chảnh, kiểu nói chung là ăn mà bạn trai mình mà rủ đi ăn cái gì mà kiểu dưới 500 nghìn một người là mình kiểu là mình đã thấy không ổn rồi đấy, mình đã không ok một tí nào luôn rồi ấy. Bình thường bill mình mỗi lần đi ăn cũng phải tầm hơn 1 triệu, gần 1 triệu một người thì mình mới gọi là ok đi ăn. Du lịch cũng thế, mọi thứ nó phải sang chảnh, nó phải đắt đỏ thì mình mới thích. Nhưng mà khi sang đây xong rồi để có thời gian nhiều hơn thì mới nhận ra rằng thực ra những cái du lịch sang chảnh đấy cũng tốt thôi, nhưng mà nó không enrich, nó không enrich là gì, nó không giúp cho bạn có thêm những cái trải nghiệm sống cho lắm. Và nhận ra rằng là tại sao mình nên dùng những cái số tiền đấy và dùng cái khoảng thời gian đấy của mình đi du lịch, đi tìm hiểu văn hóa. Nghĩa trong này thì mình có thích tìm hiểu văn hóa, có thích tìm hiểu du lịch, nhưng mà bởi vì mình ưu tiên cái kia hơn ý, nên là mình cũng hơi lười để mình làm cái điều đấy. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, mình thích trải nghiệm văn hóa nhiều hơn, mình ưu tiên việc tiêu tiền để bổ sung vốn sống bằng việc traveling hay hơn là dùng tiền vào những chỗ sang chảnh, túi đắt tiền, quần áo đắt tiền. Bây giờ thì mình cũng hạn chế một phần nào rồi, dù nói thật với mọi người là ở đây mình cũng mua rất nhiều, mua rất nhiều, phải nói thật là như thế, và cũng rất là đắt, nhưng mà đang cố gắng giảm rồi, cố gắng không mua mấy fast fashion nữa mà mua những cái đồ chất lượng kiểu Adidas, Nike, mấy cái đồ kiểu đấy, mấy cái đồ quần áo bình thường ấy, cũng chỉ mua mấy cái hạng đấy luôn thì nó sẽ dùng lâu hơn và nó thân thiện môi trường hơn. Mình đoán, mình nghĩ thế, hơn là mua những cái đồ kiểu cứ nhỏ nhỏ rồi mua lên túi, thì thay vì thế mình mua những thứ brand có chất lượng rồi dùng lâu hơn, bền vững hơn để mặc. Dù mình cũng mua rất là nhiều đồ brand rồi, mua không hay gì ở Việt Nam, nhưng mà mình đang cố gắng thay đổi. Đấy là một điều mình cần thay đổi, đấy là mua quá nhiều quần áo, quá tốn tiền. Mỗi cái 3-4 triệu một cái, em tính ra tiền Việt Nam đắt vãi. Em tự dưng tính ra một cái áo của mình 3 triệu, đồ Úc thì không đắt lắm, nhưng sao Việt Nam mới đắt nhở. Thôi rồi, cái này mình sẽ phải thay đổi. Okay. Mình yêu thời trang thì mình sẽ cần phải thay đổi cái này. Ok. Điểm điểm. Đấy, thì nói chung là quay lại topic cũ, đấy là mình sẽ ưu tiên tiền nong ở những chỗ sang chảnh để đi du lịch nhiều hơn, để enrich cái kinh nghiệm sống, trải nghiệm sống, những câu chuyện của mình khi về già. Vậy thôi. Nói chung là đến bây giờ thì như thế thôi. Cái bài học lớn nhất vẫn là trân trọng những cái gì mình đang có ở Việt Nam. Về sao cũng nó khổ hơn mà, đương nhiên. Trời ơi, mình đâu có giàu, mình đâu có kiểu rất là giàu có đâu. Mình cũng chỉ như một bạn sinh viên sang đây đi làm, kiếm một chút cái gì kia thôi, chứ mình đâu có kiểu giàu vãi trưởng. Nhưng mà mình có thêm thời gian hơn để đứng ở cái vị trí nó ít lợi thế hơn, và mình đã học được nhiều bài học hơn, which is very good for me. Thì thôi,
buổi chiều mùa đông đang không lạnh. Tâm sự với mọi người, show cho mọi người cái vườn mình rất là yêu. Mỗi buổi sáng mình đều nhìn ra cái vườn này. Vậy thôi, bye mọi người nhé. Mọi người, đây là 6 followers của mình. Bye, love you, see you soon.